Tôi vừa ngẫu hứng một đoạn nhỏ trên giai điệu của bài Bolivar để các bạn hình dung ra âm thanh của cây đàn U1H này. Tôi nghĩ rằng là U1H thì đã quá quen thuộc và đã quá trở nên là gần gũi với tất cả các em nhỏ bắt đầu học piano. Vì thế tôi nghĩ rằng cũng không có gì nói nhiều về cây đàn này. Chỉ có thể khẳng định thêm một lần nữa rằng nếu bắt đầu học piano và học với U1H thì hoàn toàn rất hợp lý. Và bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Vâng, tôi muốn nói rằng lực trên 88 phím mà tôi đánh xuống rất là đều nhau về cái độ nặng của mặt bàn phím. Và có màu sắc âm thanh cũng rất đều nhau trên 88 phím. Tôi nghĩ rằng đây là một cây đàn rất là tốt. Cảm ơn.